Wesley Gold & Fuller là một trong những sân golf mới hiện đại và thu hút bậc nhất tại Việt Nam. Với vị trí cách trung tâm thành phố tầm 50 km về phía Tây, golf và du lịch là hai lĩnh vực phát triển mạnh mẽ nhất với sự phát triển vượt bậc. Sân golf của Wesley được thiết kế với 18 đường golf cùng cảnh quan hùng vĩ độc đáo, dự kiến sẽ hoàn thiện thêm 9 đường golf vào cuối năm 2019. Sân golf Wesley được thiết kế bởi công ty Thompson Perez, một công ty uy tín với danh tiếng vang dội của Peter Thompson, nhà sáng lập và cũng là người đã 5 lần chiến thắng giải Anh mở rộng. Công ty thiết kế đẳng cấp thế giới này, với trụ sở được đặt tại Melbourne, Úc, đã có hơn 250 dự án thành công trên toàn cầu. Sân golf Wesley được thiết kế với địa hình thách thức, khu vực hồ nước yên bình nhưng trắc trở, hố cát chướng ngại vật được sắp xếp thông minh và đầy tính chiến lược. Đặc điểm này sẽ khiến người chơi cảm thấy vô cùng thích thú khi cố gắng chinh phục môn thể thao golf tại đây cùng với những người bạn của mình. Tầng phần của sân golf đều được bao phủ bởi loại cỏ nổi tiếng Gensaisia và Chip Eagle, có đặc điểm sinh học hoàn toàn phù hợp với khí hậu Việt Nam. Hứa hẹn sẽ mang lại những trải nghiệm thú vị và độc đáo nhất cho người chơi golf ở mọi cấp độ. Clubhouse được thiết kế đầy đủ dịch vụ tiện ích hấp dẫn như quầy bar, nhà hàng, khu vực phòng thay đồ hiện đại, phòng VIP và sân tập. Sân tập được trang bị 20 vị trí phát bóng sẽ là khu vực tập luyện tiện nghi cho khách hàng. Phòng thay đồ tại Wesley bao gồm nhiều trang thiết bị hiện đại, phòng xông hơi ướt, phòng xông hơi khô, phòng tắm kiểu Nhật Bản. Mỗi loại sẽ đem đến cho khách một trải nghiệm thư giãn thú vị riêng biệt. Kế hoạch sắp tới của Wesley sẽ tiếp tục phát triển thêm cụm nhà nghỉ và khách sạn trong năm 2019 nhằm hướng tới việc biến Wesley Golf & Village trở thành một sân golf và khu vực nghỉ dưỡng hấp dẫn nhất toàn khu vực. Chúng tôi hân hoan chào đón quý khách đến với sân golf và chúc quý khách sẽ có được những trải nghiệm tuyệt vời nhất.